Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 29 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Sau 27,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Quốc hội đã thông qua 11 luật và 21 nghị quyết, trong đó có nghị quyết bầu Chủ tịch nước, nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Phòng cháy, chữa cháy tại chợ truyền thống còn tồn tại nhiều bất cập cần được giải quyết. Hòa mình vào chương trình Simacai hướng sắc vùng cao năm 2024 với chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm hấp dẫn, đặc sắc. Tin quốc tế, bầu cử Tổng thống Iran, cựu thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao nước này đang dẫn trước 3 ứng cử viên còn lại. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau 27,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng nay ngày 29 tháng 6, Quốc hội khóa 15 đã tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 7. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp đã có 936 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 750 lượt đại biểu phát biểu. Các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trọng tâm, có nhiều ý kiến phát biểu trí tuệ sâu sắc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất tại một kỳ họp kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 11 luật, xem xét thông qua 21 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật. Cùng với đó, công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền và đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, mặc dù có những điều chỉnh về chương trình, nội dung kỳ họp nhưng vẫn đảm bảo thông suốt, thận trọng, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Qua đó khẳng định nỗ lực quyết tâm của Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ với nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn đất nước. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 7 tới đây với nhiều nội dung quan trọng. Dự kiến tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét và thông qua 35 báo cáo tờ trình và 27 nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, như nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh, nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều vấn đề được cử tri quan tâm. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại kỳ họp. Để thuận lợi cho cử tri theo dõi, phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc được Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng mạng xã hội của đài. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành chỉ thị số 48 về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, lấy phòng ngừa cảnh báo làm chính, phòng ngừa từ sớm từ xa, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế thiếu sót của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, thực hiện hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, quản lý tài nguyên khoáng sản, chế độ chính sách với người dân, cộng đồng, chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhất là thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai hiện có 72 chợ đang hoạt động. Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, các địa phương, ban quản lý chợ và nhiều tiểu thương chú trọng thực hiện. Dù không để xảy ra hỏa hoạn, song trên thực tế, vì nhiều lý do khác nhau, công tác này vẫn đang gặp không ít khó khăn, bất cập, cần có hướng giải quyết triệt để, tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc. Chợ xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên có tổng diện tích kinh doanh gần 3.420m2 với 91 ký ốt bán hàng. Qua kiểm tra, ngoài tồn tại là chưa được thẩm định, phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định từ khi xây dựng, chợ còn 10 lỗi khác cần phải khắc phục. Trong đó có những lỗi không thể khắc phục được như hệ thống nước dành cho công tác chữa cháy. Hệ thống nước thì bây giờ thực ra nói những cái đấy thì thực ra nói là rất khó khăn cho đơn vị. Thứ nhất là phải làm một cái báo cáo để thẩm định đơn vị nào thẩm định. Tôi nghĩ là rất khi là khó khăn và đầu tư nó quá lớn, đơn vị cũng không đủ khả năng để làm. Chợ Cốc Lếu, một trong những trung tâm giao thương lớn nhất của tỉnh và thành phố Lào Cai, với hàng trăm ki ốt và tiểu thương đang kinh doanh hàng hóa, trong đó có nhiều loại dễ gây cháy nổ như vải, quần áo, giày dép, đồ chơi. Ý thức được điều này nên công tác tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy đã được quan tâm. Hàng tháng, hàng tuần, ban quản lý chợ cũng như anh em bảo vệ là thường xuyên thông báo trên hệ thống loa của chợ, cũng như là kiểm tra đôn đốc trực tiếp, yêu cầu đề nghị bà con chúng tôi là không tham gia, không bày bán hàng hóa lấn chiếm hành lang lối đi để cho công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ được triển khai rất thuận lợi khi xảy ra sự cố. Thế nhưng công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Cốc Lếu hiện cũng đang xuất hiện nhiều khó khăn bất cập, bởi sau nhiều năm hoạt động, nhiều trang thiết bị như hệ thống chữa cháy tự động, đèn sự cố, bình bọt, lăng vòi đã xuống cấp. Khó khăn nhất đối với ban quản lý chợ về cái hệ thống chữa cháy ở chợ B nó đang xuống cấp, mà bây giờ được tiểu thương thì bán quần áo và toàn bộ những cái vật liệu dễ cháy. Qua kiểm tra đánh giá của cơ quan chức năng, công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn tỉnh còn xuất hiện nhiều bất cập khác, như tình trạng lấn chiếm đường giao thông ảnh hưởng đến việc ứng cứu, việc lắp đặt mái nối giữa các khối nhà, mái che, mái vẩy để tập kết kinh doanh hàng hóa, làm mất khoảng cách chống cháy lan, cản trở đường giao thông dành cho chữa cháy. Việc lấn chiếm cái đường lối thoát nạn, hay là cái hệ thống điện lâu ngày nó xuống cấp, thì bây giờ là cơ bản thì cũng đã kiến nghị để các cái chủ đầu tư là cải tạo sửa chữa. Tuy nhiên là nó chưa được đồng bộ nên là cũng mong là trong thời gian tới là các cấp có thẩm quyền quan tâm. Hiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát và yêu cầu ban quản lý các chợ, tiểu thương khắc phục triệt để những tồn tại, nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 29 tháng 6, Ban giám khảo cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 19 năm 2024 đã tổ chức chấm điểm vòng chung khảo cuộc thi. Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 19 năm 2024 có 60 hồ sơ đề tài của học sinh đăng ký dự thi ở 5 lĩnh vực gồm đồ dùng dành cho học tập, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, sản phẩm thân thiện với môi trường và lĩnh vực phần mềm tin học. Sau vòng sơ loại, có 28 đề tài đủ điều kiện vào vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, các tác giả, nhóm tác giả đã thuyết trình, vấn đáp trực tiếp với ban giám khảo về tính mới, tính sáng tạo của đề tài, dự kiến hiệu quả mang lại và khả năng phát triển ý tưởng, khả năng áp dụng, nhân rộng ý tưởng, mô hình trong thực tế. Vòng chung khảo sẽ diễn ra trong 2 ngày là 29 và 30 tháng 6. Sau vòng chung khảo, hội đồng giám khảo sẽ họp để xét giải, tuyển chọn các đề tài, mô hình, sản phẩm đoạt giải cao tham dự cuộc thi toàn quốc lần thứ 20 năm 2024. Từ đầu năm tới nay, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tỉnh tiếp tục giải ngân trên 27 tỷ đồng cho hơn 2.000 thành viên tại 18 xã, phường, thị trấn của thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng vay vốn. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Phụ nữ tỉnh cũng hỗ trợ thành lập mô hình tổ liên kết phụ nữ sản xuất quýt do hội viên phụ nữ làm chủ tại xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, kinh doanh với hơn 460 người tham gia.
các cấp hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình gắn với mô hình sinh kế. Trong 6 tháng đã hỗ trợ trên 200 cây giống, hơn 360 con giống giúp hội viên khó khăn phát triển kinh tế. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Simacai tổ chức chương trình Simacai Hương sắc vùng cao năm 2024 với chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm hấp dẫn, đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Chào quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại xã Lùng Thần, huyện Simacai và tại đây đang diễn ra lễ hội Mận Tả Van lần thứ 2 năm 2024, một trong chuỗi các hoạt động của chương trình Simacai Hương sắc vùng cao. Và điểm nhấn của lễ hội Mận năm nay chính là hoạt động thi hái mận và trưng bày giới thiệu sản phẩm mận. Kết thúc hội thi hái mận, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và ba giải khuyến khích cho các đội tham gia. Cùng với lễ hội mận Tả Van, đến với chương trình Simacai Hương sắc vùng cao, nhân dân và du khách được tham gia nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, đậm bản sắc văn hóa con người vùng đất Simacai, như trải nghiệm hái mận tại vườn, hội thi dân vũ, tham gia các trò chơi dân gian, thi giã bánh dày, giao lưu văn nghệ, tham quan các gian hàng và thưởng thức ẩm thực vùng cao. Thực sự là chưa bao giờ được cảm nhận cái lễ hội không khí mà nó náo nhiệt như ngày hôm nay cả. Tất cả mọi người dân, du khách ở khắp nơi về đây đấy thì cũng đã có được những cái trải nghiệm của riêng mình. Đấy, nhưng mà riêng đối với lại bản thân ấy thì cảm thấy là cái lễ hội ngày hôm nay ấy thì thực sự là nó rất vui này. Được thưởng thức những quả mận tươi, ngon ở ngay trên cây như thế này cảm thấy là rất là khác biệt. Dịp này dự kiến Simacai sẽ đón trên 10.000 lượt khách. Đây cũng là dịp để địa phương thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản, gắn phát triển du lịch và nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, quảng bá những nét đẹp văn hóa độc đáo của địa phương, đưa Simacai trở thành điểm đến mới, hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, những năm gần đây, mô hình du lịch cộng đồng tại xã Y Tý, huyện Bát Sát đã nở rộ. Với nhiều cách làm sáng tạo, người dân không chỉ gìn giữ, bảo tồn văn hóa độc đáo của dân tộc mình mà còn phát triển sinh kế bền vững từ du lịch. Là một trong những cơ sở lưu trú đón khách du lịch đầu tiên ở Y Tý, trung bình mỗi tháng, homestay của chị Phạm Thị Hồng Dung đón hàng trăm lượt khách đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, cơ sở luôn duy trì từ 10 đến 20 nhân viên là người dân bản địa, được đào tạo hướng dẫn làm du lịch. Người dân tộc thiểu số tại đây thì mọi người đã có kinh nghiệm sẵn rồi, cho nên là rất dễ dàng trong cái việc đào tạo cho mọi người làm du lịch. Và khách đến đây họ rất là hài lòng đối với thái độ phục vụ và cách phục vụ của người dân tộc ở đây ạ. Du lịch cộng đồng phát triển mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân vùng cao. Từ hướng dẫn viên du lịch hay tham gia các câu lạc bộ, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian để phục vụ du khách này không còn khó với người dân làm du lịch nơi đây. Tham gia những cái tiết mục văn hóa của người Hà Nhì, nó vừa mang lại thu nhập đến cho chúng tôi và vừa được giữ gìn cái nét văn hóa của người Hà Nhì. Hòa mình vào những tiết mục văn nghệ do chính những cái đồng bào tại nơi đây tổ chức và dàn dựng thì thực sự là rất là hay và chuyên nghiệp. Ở xã Y Tý hiện có gần 30 cơ sở homestay, trong đó có gần 20 cơ sở hoạt động thường xuyên, tạo việc làm cho nhiều lao động là người bản địa. Chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện Bát Sát luôn quan tâm tuyên truyền, hỗ trợ bà con trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, nghề truyền thống, cảnh quan môi trường để thu hút du khách đến với các bản làng. Cơ ủy chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện, của tỉnh để tổ chức tuyên truyền và bảo tồn những cái nét đặc sắc văn hóà của đồng bào, trong đó là đặc biệt là những cái nhạc trí tưởng của đồng bào Hà Nhì và những cái nét hoa vang của đồng bào và những cái nhạc cụ rồi các trang trí để phục vụ cho khách du lịch. Việc người dân địa phương tham gia vào các hoạt động du lịch đã có nhiều đóng góp trong hình thành phát triển du lịch cộng đồng,
từng bước nâng cao ý thức trong việc cải thiện vệ sinh, cảnh quan môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị để đón khách tham quan lưu trú và cùng nhau xây dựng nông thôn mới, tạo điểm đến an toàn, hấp dẫn. Tiếp theo chương trình, vận động viên Hà Thị Hậu của Lào Cai nối giải thành tích vô địch khi về nhất nội dung chạy bộ nữ 50km ở Singapore. Thư viện ngoài trời Seoul, Hàn Quốc mở cửa vào các ngày cuối tuần từ giữa tháng 4 tới tháng 11, thu hút đông đảo người yêu sách. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, khi luật căn cước chính thức có hiệu lực, Bộ Công an sẽ triển khai việc cấp thẻ căn cước theo quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Công an cho biết đã sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ để đảm bảo thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ngoài việc bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân lực, thiết bị, Bộ Công an đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, có kế hoạch triển khai cụ thể, hoàn thiện các phần mềm, hệ thống, tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị và chính quyền địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu tôm hùm đất, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép mặt hàng này vào Việt Nam. Tôm hùm đất là loại ăn tạp, thích đào hang sâu và có thể phá hoại mùa màng, đồng thời làm hỏng hệ thống đê điều, xói mòn sông suối và tiêu diệt các loài tôm cá bản địa. Nguy hiểm hơn, loài vật này là vật chủ lây truyền, phát tán nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm. Trước đây, một số tỉnh như Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Nam từng nhập khẩu loài tôm này để nuôi thử nghiệm. Tuy nhiên, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa tôm hùm đất vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu và không phát triển nuôi, nhân giống. Đây được xem là giải pháp thiết thực, góp phần bảo vệ tính đa dạng sinh học bản địa và sức khỏe cộng đồng, tránh tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp. Vận động viên Hà Thị Hậu đến từ Lào Cai, Việt Nam đạt được kết quả xuất sắc tại giải chạy Ultra Trail Singapore năm 2024 diễn ra vào sáng nay, ngày 29 tháng 6. Với thành tích ấn tượng 4 giờ 3 phút 26 giây, Hà Thị Hậu đã xuất sắc giành ngôi vô địch ở cự ly 50km nữ, đạt top 3 chung cuộc tại giải chạy này. Giải chạy Ultra Trail Singapore 2024 bắt đầu lúc 6 giờ 45 phút sáng theo giờ địa phương, tức 7 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam ngày 29 tháng 6, trên những cung đường mòn đẹp nhất Singapore, từ những khu rừng nhiệt đới với nhiều ngọn đồi hùng vĩ cho đến cả khu vực sầm uất của thành phố. Với thành tích này, runner Lào Cai tiếp tục khẳng định mình là vận động viên địa hình top đầu châu Á. Trước đó, trong năm 2024, Hà Thị Hậu đã chiến thắng tại hai giải trail quốc tế trong tháng 5 và đầu tháng 6 diễn ra tại Thái Lan và Malaysia. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là một thông tin chúng tôi mới cập nhật được. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, vào chiều ngày 29 tháng 6 trên địa bàn tổ 10 phát hiện một người chết trong nhà cho thuê trọ. Cụ thể là vào khoảng 14 giờ ngày hôm nay 29 tháng 6, nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện ông Nguyễn Đức Hát, sinh năm 1976, thường trú tại đường Điện Biên, đã chết tại nhà thuê số 002 ngõ Nguyễn Khang, tổ 10, phường Cốc Lếu. Cơ quan chức năng của phường đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo cấp trên để điều tra làm rõ vụ việc. Theo xác minh ban đầu, trong quá trình thuê nhà từ ngày 22 tháng 3 năm 2024 đến nay thì ông Hát có sức khỏe kém do bị viêm tụy và đã trải qua phẫu thuật. Và theo lời kể của chủ nhà, bà con hàng xóm thì nhận định là ông Nguyễn Đức Hát đã chết cách thời gian hiện tại là khoảng từ 1 đến 5 ngày. Và qua khám nghiệm ban đầu, tử thi không có dấu hiệu tác động ngoại lực, không có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để thực hiện mai táng. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Iran, kết quả kiểm phiếu sơ bộ vào ngày 29 tháng 6 cho thấy, cựu thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao nước này, Jalili, hiện đang dẫn trước 3 ứng cử viên còn lại. Bộ Nội vụ Iran cho biết,
Kết quả kiểm phiếu hơn 10,3 triệu phiếu bầu cho thấy, chính trị gia theo đường lối bảo thủ Jalili đã nhận được hơn 4,26 triệu phiếu bầu, trong khi nghị sĩ theo đường lối cải cách Pejeskian bám đuổi sát sao với hơn 4,24 triệu phiếu. Một số nguồn tin ước tính tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này vào khoảng 40%, thấp hơn so với dự đoán. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định Iran có thể sẽ phải tiến hành thêm vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 5 tháng 7 tới, do không có ứng cử viên nào đạt được trên 50% số phiếu bầu ủng hộ tại vòng 1 để giành chiến thắng. Quốc hội Pakistan đã thông qua dự luật tài chính mới, trong đó có việc tăng thuế từ tài khoá tới bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Dự luật nhằm giúp quốc gia Nam Á đối phó với lạm phát, vốn đã ở mức hai con số. Dự luật được chính phủ Pakistan trình Quốc hội từ hôm 12 tháng 6 với mục tiêu tăng thuế để tăng thu ngân sách 46 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá tiếp theo, tương ứng với tăng 40% so với tài khoá hiện tại. Để đạt được mục tiêu trên, chính phủ Pakistan dự định sẽ tăng 48% thuế trực tiếp và tăng 35% thuế gián tiếp. Ngoài ra, chính phủ cũng dự định tăng thuế đối với người có thu nhập cao và các khoản thu từ bất động sản. Dự luật được thông qua ngay trước thềm cuộc đàm phán giữa Pakistan với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về khoản vay 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ. Ngoại trưởng Đức khẳng định Berlin đang hợp tác rất chặt chẽ với chính phủ hiện tại của Mỹ và sẽ tiếp tục hợp tác chuyên sâu và hiệu quả với chính quyền Mỹ tiếp theo. Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Berlin về cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là Joe Biden và Donald Trump, Ngoại trưởng Đức khẳng định hợp tác với Mỹ rất quan trọng đối với Đức. Quan hệ với Mỹ luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đức, quốc gia đầu tàu châu Âu và là một thành viên tích cực trong NATO. Vì thế, màn tái đấu hiện nay giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều chính giới và truyền thông Đức, đặc biệt là phương án mà Berlin cần chuẩn bị nếu như Nhà Trắng thay đổi chủ nhân sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Cảnh sát Kenya cho biết làn sóng biểu tình bạo lực phản đối dự luật tăng thuế gây tranh cãi tiếp tục diễn ra trên khắp nước này, làm gần 60 sĩ quan cảnh sát bị thương. Báo cáo nêu rõ, một nửa trong số 58 cảnh sát bị thương ở quận Kiambu, phía bắc thủ đô Nairobi. Các cuộc biểu tình bạo loạn cũng làm hư hại 9 xe cảnh sát, trong khi nhiều phương tiện khác cũng bị đốt cháy. Các cuộc biểu tình có xu hướng lan rộng trên cả nước từ tuần trước, sau khi chính quyền công bố dự luật đánh thuế cao đối với một số mặt hàng tiêu dùng, đồng thời áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô và dầu thực vật. Trước làn sóng biểu tình rầm rộ, Tổng thống nước này đã từ chối ký dự luật và đề nghị Quốc hội Kenya xem xét lại văn kiện này. Thời tiết Seoul những ngày này đang rất nóng nhưng vẫn không thể ngăn được người dân đến với thư viện ngoài trời Seoul. Được mở cửa vào các ngày cuối tuần từ giữa tháng 4 tới tháng 11, hoạt động đặc biệt này đang thu hút những người yêu sách, đồng thời tạo điểm nhấn cho thủ đô của xứ sở kim chỉ. Thư viện ngoài trời Seoul hoạt động trong những ngày cuối tuần tại 3 địa điểm. Mỗi khu vực đều bố trí các giá sách với hơn 3.000 cuốn sách trên 8 kệ di động, cùng với ghế, dù che nắng. Người dân khi tới những khu vực này có thể tự do mượn và đọc sách, sử dụng miễn phí những tiện ích đi kèm. Ngoài ra, trong thời gian này, còn có nhiều sự kiện khác như hòa nhạc, biểu diễn múa, các hoạt động giao lưu, giới thiệu sách và ký tặng độc giả với sự tham gia của những tác giả, diễn giả nổi tiếng. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập ở phần trước của chương trình, hội thi hái mận tại Simacai đã diễn ra hết sức sôi động. Đây cũng là thời điểm dân các xã ở vùng cao của huyện Bắc Hà, Simacai đang rộn ràng vụ thu hoạch mận Tả Văn. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, cây trồng này đang đem lại nguồn thu nhập tốt cho đồng bào. Những hình ảnh về niềm vui thu hoạch mận Tả Văn sẽ có trong một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay. Bốn phân này, với lại mình quét vui, với lại mình tẻ cành thì năm nay cũng nó cũng có nhiều cỏ hơn năm ngoái. Trong mùa năng ấy mình phải phá trong cái này, trong phá cỏ trong này là mình phải phá ba lần. Hy vọng là năm nay là anh sẽ bắt được nhiều hơn. Tranh thủ là hái cái quả chín mang đi bán rừng để cho nó phục vụ cho gia đình. Trong xó cây cỏ này thì nó hôm mình làm rộ với là ngu xung quanh một cái gốc của nó vẫn là từ khoảng mấy 1 triệu là mấy trăm nghìn. Ví dụ là dòng ngô, dòng ló thì nó chỉ là
vài chục nghìn thôi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 29, ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng cao đêm về sáng trời se lạnh. Hiện đang là thời điểm giao mùa, mưa nắng đan xen tạo điều kiện cho virus vi khuẩn phát triển gây bệnh. Vì vậy, người dân cần chủ động tăng sức đề kháng cho bản thân và gia đình, đề phòng các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng. Bên cạnh đó, các địa phương nên thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để tránh những đợt mưa lớn bất ngờ gây thiệt hại. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, vùng thấp có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió Nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.